Đức Giáo hoàng Francisco đã kết thúc bài giáo huấn của ngài về lòng thương xót ở thời cựu ước trong buổi kiến chung vừa qua. Mặc cho lực lượng an ninh dày đặc, dòng người hành hương đổ về vẫn rất đông, khiến cho không khí của buổi kiến chung mang màu sắc của một lễ hội. Đức Giáo hoàng Francisco đã suy ngẫm thánh vịnh lòng thương xót, một trong những bài thánh vịnh nổi tiếng nhất nói về sự ăn năn. Đức Giáo hoàng nói sự tha thứ là nhu cầu có thật của con người và đấng duy nhất có thể tha thứ tội lỗi cho con người dù lớn đến đâu chính là Thiên Chúa. Qualunque cosa possiamo riproverarci, lui è ancora e sempre più grande di tutto, perché Dio è più grande del nostro peccato. Đức Giáo hoàng nói rằng sự tha thứ của Thiên Chúa là thật. Nó là sự tha thứ hoàn toàn loại trừ những dấu vết của tội lỗi, vì sự hòa giải thì dồi dào và Thiên Chúa không hề thù hằn. Non nasconde il peccato, ma lo distrugge, lo cancella. Ma lo cancella proprio dalla radice, no come fa come fanno in tintoria quando portiamo un abito e cancellano la macchia. No, questo è il Dio cancella il nostro peccato proprio dalla radice tutto. Đức Giáo hoàng kết thúc khi nói rằng tội nhân được tha thứ có một sứ mạng quan trọng, đó là giúp đỡ người khác đừng phạm tội nữa, vì tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót Chúa.